Xin chào mọi người, em là Kim Trần. Kim rất là vui được gặp anh chị trong đoạn video lần này. Thay mặt công ty GDF Health Group, Kim muốn chia sẻ đến anh chị một chủ đề: tại sao giá kỹ thuật số lại được ưu chuộng trong mùa dịch. Thứ nhất, với bản sao kỹ thuật số, khách hàng có thể theo dõi được giá cả tất cả service của tiệm, đồng thời còn có cả video và hình ảnh minh họa nữa, mà đặc biệt là không phải thất trình, hạn chế được sự lây lan bệnh. Thứ hai, như anh chị đã biết, hiện nay nail supply và mọi thứ đều lên giá, bắt buộc anh chị phải tăng giá service của tiệm. Nếu anh chị dùng bảng giá kỹ thuật số, sẽ có một đội ngũ design chỉnh sửa lại bảng giá trực tiếp cho anh chị online, mà anh chị không cần phải gửi thiết bị xuống, gửi về cho công ty hay bất cứ thủ tục nào. Công ty sẽ chỉnh sửa thông qua hệ thống cloud chuyên nghiệp và nhanh chóng, chỉ trong vòng 12 đến 24 giờ. Và thứ ba là nhờ có digital playlist, tiệm anh chị sẽ có professional looking, chuyên nghiệp và sang trọng hơn rất là nhiều. Và một lợi điểm nữa là trên màn hình TV của anh chị sẽ có những space để các anh chị có thể chen vào đó những đoạn video ngắn để quảng cáo những service upsell của tiệm. Nhờ đó, ngoài display bảng giá, digital playlist còn giúp tăng income cho tiệm hiệu quả. Vì những lý do đó, bảng giá kỹ thuật số đã trở thành một trợ thủ đắc lực, một công cụ quảng cáo hiệu quả cho anh chị trong thời đại 4.0 này, và đặc biệt là trong mùa dịch. Kim hy vọng những chia sẻ vừa rồi sẽ mang lại được nhiều hữu ích cho anh chị. Nếu anh chị có những câu hỏi nào hoặc là có nhu cầu làm bảng giá kỹ thuật số, xin hãy vui lòng gọi vào số toll-free của công ty. Và sau đây Kim xin cảm ơn và hẹn gặp lại.